Là một cái bự nhỏ đây. Ê ê ê. Ô bự rồi, bự. Bự lắm rồi cái thằng. Ôi ôi ôi. Rồi lên lên lên. Lụm lụm. Sao đó cá dở không lên, câu nó cong vòng luôn. Chào cả nhà. Bữa nay rảnh rỗi đi câu cá chim nha cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nha. Làm ăn phát tài. Rồi trở lại một con cá chim. Chỗ bụi lá đó, không gà không có rảnh đi câu cả nhà ơi. Mồi cắm gà cả nhà. Đây mình cũng mới làm mồi xong rồi. Rồi lưỡi câu của mình đây. Lưỡi câu cũng đơn giản thôi cả nhà, lưỡi câu số 11 gì đó. Chỗ bụi lá nè. Bữa nay trời cũng hơi có sóng nha. Nó có lúc lắc ồn ào, mong rất mong cả nhà thông cảm nha. Mình làm video cũng chưa mấy gì hay, mong cả nhà cũng hết sức thông cảm cho mình. Rồi xuống mồi thôi, kiếm 2-3 con về có cái video cả nhà ơi. Gà lâu quá không có ra video hết trơn. Đây. Kiếm con hay con cá chim ơi. Mấy ngày nay rồi không có đi câu được cả nhà. Gần Tết tới rồi công chuyện luôn quá. Ôi gỗ nó ăn cả nhà ơi. Mới xuống nó ăn liền luôn á. Mới xuống nó ăn mình giật hụt rồi. Gió phải cái cục còn không ra luôn á. Có cá chim cả nhà ơi. Cũng lâu rồi nó có câu cá chim chứ. Nó ăn đó, nó ăn đó. Lụm. Lụm rồi. Lụm, cái bự nhỏ đây. Ê ê ê. Ô bự rồi, bự. Bự lắm rồi cái thằng. Ôi ôi ôi. Rồi lên. Nó lẹ lẹ. Ôi cá chim bự. Chà bá luôn cả nhà ơi. Xuống xuống nè. Yeah. Một con. Đây cả nhà mở hàng. Rồi câu tiếp nha. Rồi tiếp cả nhà ơi. Uầy. Có cá tranh thủ mới được. Trời có gió nha, mong cả nhà thông cảm nha, cả nhà ồ cả nhà thông cảm nha. Gió sóng nữa. Nó ăn nữa. Nó ghẻ ra. Sóng nó nhìn cái phao không thấy đâu cả nhà, mình dò nhòm mắt thường mà còn khó thấy nữa. Cá ăn không biết đường giật luôn á. Nó ghĩa. Mình giật nó cái hụt, cái sau dính liền. Lật nó đau dối. Ôi, nó giật hụt cả nhà ơi. Tranh thủ cho tổng mới được.
mới dựng cái hụt. Cá hai cá nó cũng lụm đó hả? Sống quá cái nhở, số nó ăn nữa, lụm nè, trời ơi sao vậy? Lụm lụm, trời ơi mày Vinh, mày Vinh bé cả nhà. Kệ có đây không, nhỏ nhỏ này mình dèm cho lưới ăn cái nhà, chứ mình không phải nhỏ. Tiếp tục chẳng lẽ có con cá chim một sao, mới ăn cái mình giật hụt này nãy đi mà nó rơi mất tiêu rồi. Gió ồ quá. Sao mày em ngu vậy? Cá nó giờ dính con đi đâu hết trơn cả nhà ơi. Nó lộ lộm lộm rồi ơi, con công luôn rồi. Lộm một con nữa. Lộm sao có cá dở lên câu nó công vòng luôn. Trời ơi. Ê cả nhà. Cá này vàng khè luôn. Con thứ hai cái này, cá nửa ký, cá không được bự không, nửa ký, cái có là vui cả nhà ơi. Sướng sướng nha. Rồi để mình lấy câu tiếp nha. Rồi tiếp tục thôi, kiếm con nữa rồi. Mới hai con này cả nhà ơi. Hai con rồi, kiếm thêm con nữa coi. Cho cái video nó dài dài cả nhà ơi. Video ngắn quá. Mới được có hai con thôi. Rồi để chút cá nó có ăn mình ghi hình tiếp nha. Rồi dính có hai con như hết cá gì cả nhà ơi. Hết cục mồi nó không có thì mình vô được hai con, được cái video ngắn ngắn ngay, mong cả nhà thông cảm nha. Có cá nó ghĩa ghĩa mà cái cá mà dính nó cá gì nó ghĩa hoài. Rồi, họ cuốn câu về cả nhà ơi. Để mình cầm lấy hai con cá ra cho cả nhà xem nha. Quả này cũng được có hai con nữa. Hai con với con cá. Con cá mẹ Vinh nhỏ. Vinh nhỏ không chắc cũng thả luôn á, có một con một không đủ lương nó ăn. Nhỏ thả đi. Hai con cá chim.
Rồi. Mình cũng kết thúc video đây luôn nha. Hẹn cái nhà video tiếp theo nha.